Bác em hay gọi thành phố Hồ Chí Minh là Sài Gòn, bác em có phải là phản động không anh? À, tức là ý em là gọi Sài Gòn là liên tưởng đến chế độ cũ Việt Nam Cộng Hòa đúng không em? Nhưng mà cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa thì mới đây thôi, mới được thành lập năm 1955. Còn Sài Gòn thì đã có từ năm 1698, hơn 300 năm rồi em ạ. Khi mà chúa Nguyễn cử thống soái Nguyễn Hữu Cảnh vào kinh lược đất phương Nam, khai sinh ra thành phố Sài Gòn. Còn sau khi đất nước thống nhất, Sài Gòn được vinh dự đổi tên thành thành phố mang tên bác vào ngày 2 tháng 7 năm 1976. Vì thế tất nhiên là trong văn bản pháp lý, công chứng giấy tờ, hiện tại thì không còn tồn tại cái tên Sài Gòn nữa. Nhưng anh nghĩ là em hơi nhạy cảm quá về vấn đề trên. Có thể là bác em mà lớp người xưa nên nói là Sài Gòn thôi em ạ. Rất nhiều người yêu nước và tôn kính Bác Hồ, nhưng họ vẫn quen gọi là vào Sài Gòn hoặc vô Sài Gòn. Gọi vậy cho nó gọn hoặc là do quen miệng thôi, chứ không liên quan gì đến chính trị đâu em ạ.